Đứa nào giống Giang quá vậy ta? Nè, biết bao nhiêu công việc mà không làm, ra đây ngồi ăn dụng là sao? À, mẹ, tại mấy bữa nay con không ăn được gì, sao tự nhiên thèm xoài chua chua á? Sao? Cô thèm ăn chua hả? Vậy là tháng này là cô trễ mấy ngày rồi? Con cũng không nhớ rõ nữa, mà hình như cũng hơi lâu lâu rồi á mẹ. Mà sao trong người con dạo này thấy cứ sao cứ mệt mệt rồi không ăn uống được gì hết, với lại cứ thấy khó chịu sao á? Đâu coi. Trời ơi, đau ốm gì đâu, thèm ăn chua là có bầu rồi đó. Trước khi mà lập gia đình đó rồi, bây giờ má cô không có dạy cô là có bầu là như thế nào hả? Trời ơi, đến giờ này vậy mà còn chưa có hiểu là mình có bầu làm sao nữa. Cô thèm ăn chua cái điều này là cô đẻ con vịt trời rồi. Trời ơi,